gen khác khi thi trượt. Ôi dồi ôi, có điểm thi đại học rồi, mày được bao nhiêu điểm? Thôi mày đừng nhắc nữa, tao lại buồn. Thì tao cũng giống mày thôi, tao được có mỗi 15 điểm 3 môn không à? Sao mày bảo quyết tâm thi đỗ y cơ mà? Thì nói thế cho nó hay. Thế sao ban đầu mồm mày bảo là sẽ quyết tâm đỗ ngoại thương? Thì tao cũng nói thế cho nó bon mồm. Thôi, không có gì cả. Thua kèo này thì ta bài kèo khác, anh em mình cố gắng quyết tâm ôn thi rồi là năm sau thi lại để đỗ được vào trường mà mình mong muốn. Được đấy, quyết tâm. Gen Z khi thi trượt. Ôi dồi ôi, biết điểm thi đại học chưa? Rồi, được 15 điểm. Eo ơi, 15 điểm cao thế, tao được có mất 5 điểm 3 môn đây này. Thật thế thì mày định giải quyết vấn đề như thế nào? Tao đi lấy chồng. Tao cũng thế. Đám cưới thôi. Ok. Gen khác trong tình yêu. Ôi kìa anh đừng, anh em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh. Lại sao đây? Chết rồi, tao phải đi thôi. Đi đâu? Tao phải đi giải quyết, chuyện này mà không giải quyết tới cùng là đây là tao khóc mất. Mày bị điên à? Việc gì mà phải vì một thằng đàn ông mà mày lại như thế, đúng không? Không đi đâu hết nhá. Không, mày bỏ tao ra đi, tao phải đi. Này, mẹ con điên. Gen Z trong tình yêu. Ok anh em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh. Lại sao đây? Tao phải đi thôi. Mày đi đâu? Đi xem tarot rốt. Tại tình hình tình yêu của tao căng thẳng lắm. Thôi tao đi đây. Này, đi xem mà đéo hiểu à? Gen khác bị sếp mắng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em xin lỗi ạ. Em mất cật quá. Thôi thì lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Vâng ạ. Tại vì sếp mắng à? Thế giờ có đi ăn nữa không? Thôi, chắc là hôm nay tao phải ở nhà làm việc. Chứ không ngày mai tao bị trừ lương mất. Nên là anh em phải kèm nhá. Có tin thông báo cho tao nhá. Gen Z bị sếp mắng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em xin lỗi vì em bất cẩn quá. Dạ vâng. Lại bị sếp mắng à? Có đi ăn được không? Đi chứ. Ôi dồi ôi, đợi mãi mà có dịp hết dịch để được đi ăn. Đi, hôm nay tao sẽ bao tiền taxi, mày đặt cho tao. Ok bạn ơi. Đi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin của nhà cấp 4. Theo như một nguồn tin mà chưa được kiểm chứng thì những ai chưa like, share và subscribe cho kênh YouTube của nhà cấp 4 thì sẽ phải like, share và subscribe ngay bây giờ. Chúc cho tất cả các bạn có một ngày tốt lành nhé.